À, dạ vâng, Sâm Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê ô tô trên toàn quốc. Video clip hôm nay dành cho các bác đam mê âm thanh cổ, những là đam mê những chiếc đầu băng cối. Hôm nay thì shop có một siêu phẩm chiếc đầu băng cối thuộc phân khúc nhỏ mà có võ, em xin giới thiệu đến các bác cũng như là toàn thể anh em chơi ô tô trên mọi miền của Tổ quốc. Chiếc đầu Akai GX210D, đây một cái model hiếm gặp của hãng. Vâng, chất âm rất hay, thuộc phân khúc nhỏ mà có võ, máy chạy hai chiều rất là độc đáo luôn. Dòng này thì thiết kế để chạy bằng 5 bằng 7 inch và hai chiều. Các bác có thể thấy là mặt của nó thiết kế với cái mặt nhôm phay màu trắng, nó hơi ngà sang vàng một chút, nó hơi hanh vàng. Đây trên này là phần trắng tinh này, trên này là hơi ngà vàng này. Đấy, con này thì về hàng hàng đấu giá mạng eBay Đức, rất đẹp và máy xuất thị trường Đức, một cái dòng thị trường vô cùng là khó tính về âm thanh. Đấy, núm nút còn chảy tia luôn này. Đấy, các cái tay cầm rất đẹp. Nút chuyển hai chiều thì nằm ở đây. Model là GX210D. Dòng này thì thiết kế hai cái volume đối xứng ở hai bên rất đẹp. Cụm đồng hồ vô nền vàng trông khá là nổi bật. Phía dưới này thì cái nền này của nó thì màu tím các bác nhé, rất độc đáo. Nó có hai cái hồi gỗ hai bên. Đấy, tuy nhiên em tháo ra một bên để các bác có thể quan sát được cái phần nội thất sắp xì của nó mới như thế nào. Đây, cái hồi gỗ bên này đây cũng còn rất đẹp. Đấy, bây giờ thì em sẽ quay cho các bác chi tiết hơn. Con này thì quá đẹp rồi, hoa hậu luôn thưa các bác. Đấy, rất mới. Em sẽ cho các bác xem cái phần nội thất của chiếc máy này luôn, choáng ngợp luôn các bác nhé. Các bác sẽ phải choáng ngợp vì cái độ đẹp của em này. Đây. Đấy, các bác có thể thấy phần sắt xi 7 màu rất mới, phần nội thất ruột gan, máy chạy 3 motor đây, rất đẹp, không một tì vết luôn. Chỗ này là cầu chì bảo vệ cũng như là chế độ chuyển nguồn điện. Đấy, phần mạch các cái linh kiện ở phía dưới đáy, còn phần trên này là phần động cơ, máy chạy 3 motor. Đây, 1 2 3, các cái tụ nguồn bên trong còn rất đẹp. Máy xuất cho thị trường Đức đây, nó dùng dây nguồn tròn. Đấy, dây nguồn phích tròn chứ không phải phích cắm như là nhà của Nhật đâu các bác nhé. Model là GX210D. Bây giờ em sẽ lắp máy và để test cái chất âm của nó cho các bác chúng ta cùng được nghe. Máy này thì rất là tiện lợi, chạy được cả điện 220V, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Thứ nhất là nó tiện lợi, thứ hai là các bác không sợ chúng ta cắm nhầm điện. Em xin phép lắp băng lại. Dạ vâng, thưa các bác, chiếc đầu Akai GX210D, sản phẩm này shop Đạt Trần có mức giá bán là 12.500.000 đồng. Các bác nào quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho em để chúng ta sở hữu được model này. Và bây giờ mời các bác chúng ta cùng thưởng thức chất âm con này rất hay. Đây là một em nhỏ mà có võ,
hình thức rất đẹp và chơi hay, bày đẹp, giá trị sưu tầm rất cao. Các bác có thể thấy là từng cái chi tiết đường nét của nó là chế độ chuyển, các bác bấm vào đây là tự động quay chiều ngược lại. Con này thì mới quá, quá mới luôn. Đấy, hồi gỗ rất đẹp ạ. Vừa nãy em tháo ra cho các bác xem thôi. Vàng ươm quá mới. Đấy, em nghiêng máy đi là long lanh bảy sắc cầu vồng, con này nguồn vàng luôn các bác ạ. Còn gì đẹp hơn những ngày bên kích thước của nó khá là nhỏ gọn, chiều ngang nó chỉ khoảng 30 thôi, trên 30 thôi. Vậy cho nên là phù hợp cho các bác nào thích bày biện những cái con nhỏ gọn. Em đã bật chiều ngược lại cho các bác xem nhé. Đây, bấm vào đây cái nào ok này. Vâng, 12 triệu 500 nghìn đồng cho chiếc đầu Akai GX210D. Em test chức năng tua máy cho các bác xem một chút. Máy tua rất êm và không một tiếng kêu. Các bác nào có nhu cầu thì hãy alo cho em. Chạy 2 chiều rất độc đáo. Đặc biệt là con này nhỏ gọn, hình thức đẹp, bày biện rất ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video clip tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.